Chào Diễm Thúy, gần đây tôi thường có cái cảm giác là đau nhức ở cái vùng lưng, thậm chí là nhiều ngày trôi qua nhưng mà vẫn không thấy khỏi. Không biết đây có phải là triệu chứng của cái bệnh lý nào hay không ạ? À? Đau ở cái vùng lưng là dấu hiệu của cái bệnh gì ạ? Đau lưng là một trong những cái vấn đề phổ biến mà rất là nhiều người gặp phải nhưng mà ít được quan tâm. Và theo như trong trường hợp này á, nếu như mà thấy cái tình trạng này nó xuất hiện thường xuyên và nó kéo dài mà nó không dứt thì có thể là triệu chứng của một cái căn bệnh về cơ xương khớp, và một cái số điển hình của cái bệnh á thì Diễm Thúy sẽ nhấn mạnh ở dưới đây. Chẳng hạn như là thoái vị đĩa đệm này, thì cái đĩa đệm nó bị thoái vị, nó sẽ ép vào cái dây thần kinh cột sống hay là các cái nhánh của dây thần kinh thì nó khiến cho mình cảm thấy bị đau lưng, kèm theo là cái cảm giác là nó tê nhức. Thứ hai là bị gai cột sống, thì khi mà có cột sống của chúng ta nó xuất hiện gai thì chúng sẽ chèn ép vào cái dây thần kinh thì nó khiến cho lưng của chúng ta nó đau nhức, và nó tương tự như là những cái triệu chứng của các căn bệnh thoái vị đĩa đệm. Và thứ ba là thoái hóa khớp đốt sống lưng, các phần sụn chèn giữa các cái đốt sống lưng á nó sẽ bị mòn thì cái xương nó sẽ bị ép trực tiếp, nó sẽ gây ra những cái cơn đau tới cái lưng. Và các cái cơn đau này nó có cái xu hướng nó sẽ giảm dần hoặc là nó biến mất khi mà mình nằm xuống. Và tiếp theo đó là loãng xương, yếu xương. Lưng của mình nó sẽ có thể là bị đau do xương chúng ta bị yếu, và khi đó thì xương nó sẽ bị rất là giòn và nó mỏng thì nó dễ vỡ nếu như mình gặp phải trong cái lực ép. Như vậy đau lưng nếu như mà mình không điều trị, không chỉ nó gây ra cái sự bất tiện trong cái sinh hoạt hàng ngày và nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, mà nó còn có thể là nó khiến cho cái tình trạng bệnh lý nó trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, để mình hạn chế tối đa các cái tác động xấu đến cái sức khỏe thì mình cần đến các cái cơ sở uy tín khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.